tắc kè hoa Pháp Kiều và những lần biến hình nhanh như chớp lúc hát medley hết cỡ khi lại hóa bé điệu. Muốn được lên tìm kiếm thì gặp mặt cùng bạn thêm tìm nhân tố Pháp Kiều hàng hiếm. Sao em hú ai em? Tao nay chị Kiều men vậy. Có đâu. Đó. Là nhân tố đặc biệt trong mùa rap năm nay, Kiều nữ Pháp Kiều được các anh em yêu chiều hết mực. Đó cũng là lý do mà chị Kiều nhà ta tự tin khoe cá tính. Không hổ danh là Kiều nữ, mỗi lần xuất hiện, Pháp Kiều lại khiến dân tình phải hú hét bởi diện mạo mỗi lần một khắc, biến hóa linh hoạt. Lúc thì làm con gái cực xinh, khi lại nam tánh khó nhận ra. Pháp Kiều lên sân khấu thì điệu đà phải biết, thậm chí còn giành luôn phần dơ bảng của một chị gái khác để tỏa sáng trong phần thi của mình. Cỡ này thì ai mà làm lại chị được. Trên cuộc thi thì đấu đá nhau cũng gọi là dữ dội, nhưng ra ngoài một cái là chị Kiều hóa em gái được các anh cưng chiều hết mực. Lỡ thắng người ta trong cuộc thi một cái là ra ngoài liền phải xuống nước năn nỉ liền. Sao mà cứ thấy mấy cái người này đáng yêu hết đất vậy đó? Bình thường hay điệu đà, nũng nịu là thế, nhưng mà Pháp Kiều cũng có những lúc manly hết sức. Khúc này là không biết ai nhập mà chị Kiều bật chế độ trai thẳng thế không biết. Mê giọng hát của bà quá, men quá đi không quen. Anh Pháp nhập vô chị Kiều rồi bây ơi, nay bà men quá. Giọng men thiệt. Nam tính thế này thì có khi nhiều chị em còn đổ đứ đừ chứ chẳng đùa được. Phong cách thời trang của chị Kiều nhà ta cũng thay đổi linh hoạt dữ lắm. Lúc đi với các anh thì ra dáng em bé. Tắt đèn đi, chờ này tâm trí đây. Wow 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 wow. Chờ này tâm trí cơ đây. Cứ nhưng mẹ cần tâm nắng trong khu vườn. Nhưng hễ mà đi một mình là bật chế độ trai thẳng liền. Vậy mới nói, bảo chị Kiều là tắc kè hoa thì cấm có sai vào đâu mà. Cái sự dễ thương của Pháp Kiều còn khiến cả huấn luyện viên Big Daddy khen ngợi tới tấp thế này. Khi mà Pháp Kiều lên sóng thôi, sóng hôm đó sập luôn đấy. Khả năng cũng như là kỹ năng của bạn rất tốt. Thì đủ thấy sức nóng của nàng Kiều nữ nó ở cái mức nào rồi. Thế nhưng đáng yêu thôi là chưa đủ. Chị Kiều cũng có khả năng ca hát, rap và cả kỹ năng trình diễn cũng xịn sò, đáng gờm ra phết. Dù có đang hơi xuống phong độ chút chút ở bảng đấu đợt này, nhưng dân tình thì cứ là mong chờ màn bứt phá của Pháp Kiều ở vòng tiếp theo. Bạn có ấn tượng với những màn biến hóa linh hoạt của chị Kiều không? Cùng chia sẻ với Gian nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.